Giới thiệu với các bác và anh em, đây là câu chuyện có thật. Đây là cái con chim này là con chim mà mình bắt được ở ngoài ổ, ngoài thiên nhiên. Nhưng mà mình khẳng định là nó không phải là chim cu cườm thuần chủng đâu. Khả năng là do quá trình lai tạo hay là do quá trình như thế nào đấy. Nhưng mà mình chỉ biết rằng khi mình nuôi lên đến thời điểm này thì mình thấy là cái bả cánh của nó cũng rất là me, nó nhạt, và cái cườm của nó thì con chim này thì được khoảng 6 tháng tuổi, cườm chưa phủ. Đấy, nhưng mà mình thấy là con chim này thì nó lạ lắm, nhìn kỹ nó không phải là chim cu cườm. Thế do hôm mình đi lang thang ở bên trại đà điểu thì mình thấy là tại sao lại có con chim ổ chim thì mình bắt thì có một con thôi, và đến bây giờ thì con chim này thì mình theo cái kinh nghiệm lâu năm của mình thì đây là con chim trống đó, và nó cái cườm của nó chưa phủ hết đâu. Các bạn nhìn thì kỹ cái cườm của nó rất là lạ, nó băm băm nhát nhát, và cái hy vọng rằng đây sẽ là một cái sưu tầm trong cái bộ sưu tầm của mình. Các bạn nhìn thấy không, con chim này nó rất lạ, nó không phải là chim miền Nam, mà cũng không phải là chim miền Bắc, mà cũng không phải là chim tàu đấy. Thì bây giờ mình sẽ chờ đợi xem là khi mà nó cất tiếng gáy lên xem là cái âm giọng của nó ra làm sao. Đó, con này độ thuần thì rất là cao, bởi vì mình nuôi từ nhỏ mà độ thuần rất là cao. Đó, các bác yên thấy là đó, cái mắt của nó rất là bồ câu đỏ. Mình cái clip này mình tạm đặt nó là chim lạ đi, nó là chim lạ, rất là lạ. Đó, đó là chim lạ, mắt mỏ, lông cườm rất là tuyệt vời. Hy vọng rằng sau khoảng 3 tháng nữa mình sẽ công bố cái clip số 2 của chim lạ. Đó, chim cu gáy lạ. Mình không nghĩ là đặt tên một cái clip này. Xin lỗi các bạn là đây là nó không gáy mà nó không thể hiện cái gì cả. Nhưng là các bạn có thể bình luận, có thể là xem xét xem là cái con chim này là nó thuộc cái đường nối ra làm sao. Đó, mình thấy nó rất là lạ. Trong cả cái dàn chim nhà mình mấy trăm con, mình không thấy có một con chim nào nó giống con chim này cả. Đó, thì các bác cao tuổi hoặc là các anh em nào có kinh nghiệm thì có thể nhìn nhận xem là con chim này nó là con chim gì. Giống nhất là cườm của nó đây này, các bạn nhìn thấy cườm rất là lạ thấy không? Cườm nó nhát 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 mà nó lại vừng không ra vừng. Đó, nó rất là lạ. Đuôi xám, đuôi xám, đuôi trắng. Đuôi trắng. Mình di sát camera vào đây mà nó cũng rất là hiên ngang. Đó, nói chuyện rất là hiên ngang. Cái bả cánh của nó đây rất là nhạt, ngực của nó cũng không hầm hồng sẫm như chim cu đất mình. Đó, hy vọng là sẽ có một cái giá trị mới, có một cái đột biến hay có một cái sưu tầm gì đấy. Đó, thì đây không mang tính chất là biểu diễn hay khoe khoang gì cả, mà đây là trên kênh chim cu gáy hay của mình, thì mình cũng sẽ up lên để cho các bậc tiền bối cũng như các anh em mới chơi có được một cái màu sắc trong nhiều màu sắc. Đó,
rất là lạ, rất là nhanh, rất là khôn, nhanh khôn. Chim cũng khá là đẹp, có màu sắc riêng. Hiện giờ mình dí camera cách khoảng 40 phân này, sát vào cái đường của cái lồng này. Số điện thoại của mình là 0163 530 9882. Mình đặt tên là Thao, với biệt danh là Thao cô gái miền Bắc. Và thế mạnh của mình thì chủ yếu là chim sinh sản, mã ngỗng phấn hồng, giọng phổ đồng này. Đấy. Đó. Theo kinh nghiệm của mình thì con này là con trống. Mình khẳng định là con này 90% đổ lên là trống. Tuy nhiên mà mình cũng sẽ hẹn các bạn là clip số 2 là chim lạ, mình sẽ khi mình cho nó đang vần để cho nó mở máy, mở miệng nó gáy xem tình hình nào. Bởi vì tầm này nó cũng chỉ khoảng 5 tháng tuổi thôi, 4 tháng rưỡi 5 tháng tuổi thôi, mình không nghe được cái âm gáy của nó như nào cả. Nhưng đây là con chim mình bắt ở ngoài rừng rất là lạ. Đó. Mình có một tổ mình bắt rất là lạ, mà rõ ràng con chim quanh gần đấy, con chim bố mẹ gần đấy nó cũng chỉ là con chim cu ta mình thôi. Nhưng tại sao lại ra đứa con rất là lạ như này? Địa chỉ của mình thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Các bạn hỏi thăm về đến xã Vân Hòa, hỏi thăm đến cổng trại đà điểu, hỏi thăm Thao nuôi chim cu là ai cũng biết. Bởi vì gần như là cả huyện Ba Vì như có mỗi mình nuôi là quy mô lớn, phát triển vườn trang trại. Rất là đẹp, rất là lạ. Rất là đẹp, rất là lạ. Đó, cườm.
chim cu lon đang úm đấy các bạn nhé. Nó hơi bị cái bóng này, nó hơi hơi bị chói. Nó hơi bị hồng bóng ngược sáng. Chim cu non bán giống cho anh em chim này. Đó. Con này là con anh chị là để dạy các em học mổ. Bốn con này là bốn con cùng đàn, hai đôi. Đó, các bạn mua chim giống những cái đôi này một vài trăm nghìn được hai con một trống một mái. Đó, mình hứa là sẽ bảo hành trống mái và sẽ có bảo hành cả giọng nữa. Đây là bậc đàn em hơn này. Đàn em này thì các bạn thấy là nó cũng chưa cường. Chim này gọi là chim da vàng, vừa tách mẹ, ăn lúa khá tốt. Đây nhá. Đây là dạng. Rất nhiều chim giống anh em nhé. Chỗ nhà lúc nào cũng có khoảng vài chục đôi chim giống. Cung cấp chim giống, chim cu gáy giống chuẩn, mã ngỗng phấn hồng, giọng thổ đồng, thổ đặc hoặc là pha thổ. Toàn quốc. Chim này có thể chuyển vào tận Cần Thơ, vào tận Sài Gòn được luôn. Ok, cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh Chim Cu Gáy Hay của Thao Chim Cu Gáy miền Bắc trên YouTube và cái kênh Facebook là Chim Cu Gáy Hay. Mình rất mong muốn được giao lưu và chia sẻ về cái chủ đề về con chim cu gáy. Chúc các bác cao tuổi và các bác trung niên và các anh em chơi chim có được những chú chim hay. Sang năm 2018 mình sẽ phát triển nhân rộng cái giống chim và quy mô hơn nữa để thỏa đáng đam mê. Và xin nhớ rằng là hàng tháng, mùng 10 hàng tháng mình sẽ có chương trình trên Facebook của mình là Chim Cu Gáy Hay, sẽ có cái chương trình là giao lưu những người đam mê chim cu gáy. Và một trong những các bạn tham gia chương trình có thể là có một cái may mắn nào đó, các bạn có thể là tham gia chương trình vui chơi của những người nuôi chim và trúng thưởng
mình vẫn phát cái chương trình số 2, số 3 để cho các anh em cùng gọi là có chút gọi là tham chương trình cho nó vui, tạo thành một cái sân chơi bổ ích. Đó, cuộc sống bây giờ thì cũng rất là căng thẳng vất vả. Mình mong rằng là cái chủ đề chim cô gái này là dành cho anh em chơi sẽ có được những cái niềm vui trong cuộc sống. Mùng 10 hàng tháng mình sẽ chương trình tri ân khách hàng may mắn trúng thưởng chim cu. Đó, các bạn có thể gọi cho bên mình để biết thêm chi tiết hoặc chia sẻ những kinh nghiệm. 0163 530 9 82. Mình tên là Thao, tên đầy đủ là Vũ Văn Thao. Địa chỉ là thuộc cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Và đặc biệt là mình phát triển vườn trang trại chim cu gáy sinh sản. Mình cung cấp chim giống rất là nhiều ra thị trường. Và anh em đã nuôi, đã thành công, đã có những người đã ok rồi. Và mình có bảo hành chim trong vòng một tuần. Nếu như có vấn đề gì mình có thể bảo hành, hoặc là có những cái việc anh em có thể trao đổi thương lượng. Đó, nên mình luôn luôn có tâm đắc là đam mê là chính. Và đặc biệt là các bạn có thể đăng ký kênh để chia sẻ và những cái trường hợp, những cái giống chim hay, những cái bệnh mà chúng ta phải đối diện với chim, giống rét, đi ỉa, hen, rồi có rất nhiều những bệnh thì các bạn có thể là giao lưu chia sẻ. Đó, thì các bạn cũng tiếp tục là giao lưu cùng mình trên cái kênh YouTube và kênh Facebook. Zalo của mình đăng ký bằng số 0163 530 9 82. Chúc các bác cao tuổi, các bác trung niên và anh em sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống, có được những chú chim đem lại những niềm vui cho các bạn. Thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo.